Hứa Khải là nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của anh gắn liền với vai diễn phú sát Phó Hằng trong siêu phẩm Là mưa làm gió khắp châu Á là Diên Hy công lược. Sở hữu vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất lôi cuốn, Hứa Khải đã thành công chinh phục trái tim người hâm mộ qua từng tác phẩm và hứa hẹn sẽ vụt sáng thành một trong những nam minh tinh được săn đón nhất Trung Quốc. Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, thì Hứa Khải vướng phải những lùm xùm xoay quanh đời tư khi bị người yêu cũ đưa bằng chứng về việc ngoại tình, bạo hành bạn gái trong quá khứ. Hình tượng của nam diễn viên điển trai sau hàng loạt Thủy Phi đã dần mất điểm trong lòng khán giả và người hâm mộ. Nhưng không vì bị công chúng quay lưng mà nản chí, Hứa Khải rất kiên trì và nỗ lực làm mới mình qua nhiều tác phẩm khác nhau để tìm lại ánh hào quang vốn có của mình. Đôi nét về nam diễn viên Hứa Khải. Hứa Khải sinh vào tháng 2 năm 1995 tại tỉnh Quảng Đông. Anh là con cả của một gia đình Trung Quốc truyền thống. Trước khi bén duyên với diễn xuất, Hứa Khải từng là người mẫu chuyên nghiệp và giành giải quán quân tại cuộc thi người mẫu quốc tế Trung Quốc. Nhờ gương mặt điển trai cùng chiều cao ấn tượng, Hứa Khải nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các nhà sản xuất và quyết định đầu quân cho Hoan Ngu Ảnh Thị, công ty giải trí tiềm năng của đạo diễn nổi tiếng Vu Chính. Được đào tạo tại một nền tảng diễn xuất vững chắc, tên tuổi của anh dần phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh Trung Quốc và nhận được sự công nhận từ công chúng. Sự nghiệp khởi sắc của nam diễn viên trẻ triển vọng. Bộ phim Triều Ca do biên kịch Vàng Vua Chính chấp bút đã đánh dấu bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của Hứa Khải. Dự án với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Ngô Cẩn Ngôn, Trương Triết Hạng, Bảo Kiếm Phong, Lý Nhất Đồng và Mễ Nhiệt. Dù được thực hiện từ năm 2016, nhưng đến nay phim vẫn chưa được lên sóng, bị hoãn chiếu nhiều lần để nhường đất cho các tác phẩm của Vua Chính. Sau nhiều năm bị quên lãng, thì những thông tin mới nhất về phim đột ngột tràn ngập các trang mạng xã hội vào đầu tháng 10 vừa qua khiến khán giả đứng ngồi không yên. Hứa Khải chính thức ra mắt công chúng với vai phụ trong Phượng Tụ Hoàng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Y Hữu Phong với sự tham gia của những tên tuổi triển vọng như Quan Hiểu Đồng, Tống Uy Long, Ngô Cẩn Ngôn, Bạch Lộc. Tại thời điểm này, diễn xuất của nam diễn viên trẻ vẫn chưa được đánh giá cao và để lại nhiều ấn tượng. Nhưng Phượng Tụ Hoàng vẫn được coi là bước đệm vững chắc cho sự phát triển trong sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của anh sau này. Cơ hội vụt sáng thành sao của nam diễn viên trẻ đang tìm chỗ đứng cho mình trong làng giải trí Hoa ngữ đã thực sự xuất hiện. Khi anh tham gia vào Diên Hy công lược, bộ phim đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn châu Á. Diên Hy công lược là bộ phim truyền hình cổ trang, cung đấu của Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chu Mạc với sự tham gia của các diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Sa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Khương Tử Tân, Tô Thanh. Bộ phim kể về cuộc đời của Ngụy Anh Lạc, một thiếu nữ túc trí đa mưu được lấy nguyên mẫu từ Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Giai Thị có thật trong lịch sử và hành trình bước lên danh vị cao nhất đứng đầu lục cung nhờ sự thông minh nhanh trí của mình. Diên Hy công lược được xem biểu tượng của phim cung đấu vào năm 2018, không chỉ nhờ những khung hình, bối cảnh và trang phục được đầu tư công phu tỉ mỉ, mà còn nhờ diễn xuất đầy lôi cuốn của dàn diễn viên thực lực. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng Hứa Khải đã thể hiện xuất sắc chàng phú sát Phó Hằng dịu dàng, si tình và khiến người xem chìm đắm trong chuyện tình đầy ngang trái, đắng cay giữa Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc. Không quá khi nói rằng, Phó Hằng được đánh giá là một trong những nam phụ chinh phục thành công trái tim của khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ. Sự thành công rực rỡ của Diên Hy công lược đã góp phần nâng tầm tên tuổi của Hứa Khải và diễn xuất ngày một tiến bộ của anh cũng đã được chứng thực qua siêu phẩm cung đấu này. Nam diễn viên cũng nắm bắt được cơ hội chuyển mình khi thử sức trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh có tên gọi Làm Sắc Sinh Tử Luyến. Bộ phim được làm lại từ tác phẩm huyền thoại xứ sở Kim Chi 20 năm trước là Trái Tim Mùa Thu. Trái với sự thành công vang dội của Diên Hy công lược, bộ phim với sự quy tụ có các ngôi sao đang lên như Triệu Lộ Tư, Mạng Mỹ Kỳ hay Tiêu Duệ lại vướng phải nhiều ý kiến trái chiều và gây thất vọng với 2,9 điểm trên Douban, một chuyên trang đánh giá phim nổi tiếng của Trung Quốc. Không để khán giả cùng người hâm mộ phải thất vọng quá lâu, Hứa Khải đã ngay lập tức lấy lại phong bộ trong Chiêu Diêu. Bộ phim truyền hình cổ trang kiếm hiệp của Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Bạch Lộc, Tiêu Yến, Đại Húc đã tạo được tiếng vang lớn khi thu hút gần 100 tỷ lượt xem trên mạng Weibo của Trung Quốc và luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng về tỷ suất người xem của khung giờ phát sóng. Chiêu Diêu nhận được đánh giá rất tích cực từ công chúng nhờ sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên chính phụ, cũng như cốt truyện lãng mạn, hài hước, thú vị và đặc biệt là sự ăn ý tuyệt vời của cặp đôi Hứa Khải, Bạch Lộc. Bộ phim cũng giúp cả hai được đề cử giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình mạng Golden Bird lần thứ 4.
Thành công nối tiếp thành công, Hứa Khải tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim Đình Đám năm 2019 là Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Tiếp tục đóng cặp cùng người tình mang ảnh Bạch Lộc và có một số gương mặt trẻ tuổi nổi bật như Hồng Nghiêu, Lý Tình Bân, Vương Nhất Triết, Doãn Chính. Lấy bối cảnh về thời Trung Hoa Dân Quốc, bộ phim xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu của Tạ Tương, Bạch Lộc thủ vai, Cố Yến Thanh, Hứa Khải thủ vai và Thẩm Quán Sơn, Lý Trình Bân thủ vai. Họ đã tập hợp thành bộ ba cùng nhau học tập, chiến đấu với cùng chí hướng bảo vệ an ninh quốc gia. Có thể nói, Hứa Khải đã rất nhanh thoát khỏi cái bóng của Phú Sát Phó Hằng khi đa dạng hóa sự hóa thân của mình trong nhiều thể loại từ phim cổ trang, hiện đại đến cung đình, lẫn tiên hiệp, nên khác với một Phó Hằng hay Lệ Trần Lan, Cố Yến Thanh mang đến cảm giác của một công tử ăn chơi chính hiệu nhưng cũng không kém phần nghiêm túc và quyết đoán. Đây được coi là vai diễn in đậm dấu ấn trong lòng khán giả của nam diễn viên trẻ tài năng này. Nó cũng mang lại cho anh giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong World Awards lần thứ 6 tại Startup Nights of Star 2019. Thừa thắng xông lên cùng thành công của Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trong thổ xưa có ngọn núi Linh Kiếm. Chỉ sau vài ngày ra mắt, số lượt phát sóng của bộ phim đã cán mốc hơn 100 triệu và đạt 7,4 điểm trên chuyên trang đánh giá phim Douban với hơn 60% chấm điểm 4 và 5 sao. Đây là một thành tích vô cùng nổi bật. Thuở xưa có ngọn núi Linh Kiếm, được nhận xét là bám sát nguyên tác và diễn xuất của các diễn viên cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đây được coi là tác phẩm chất lượng và đáng xem nhất của Hứa Khải. Gần đây nhất của nam diễn viên vào tháng 7 năm 2020 là Thiên Vũ Kỷ lại không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả như mong đợi. Để lấy lại phong độ của mình, Hứa Khải đã rất tích cực tham gia quay rất nhiều bộ phim khác nhau và năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ trong sự nghiệp của nam diễn viên. Đời tư đầy sóng gió với bê bối tình cảm của Hứa Khải. Hứa Khải là một trong những nam diễn viên trẻ không thật sự may mắn trên con đường sự nghiệp và lận đận trong đường tình duyên khi vướng phải những thị phi liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Sau thành công vang dội của Diên Hy Công Lược, tưởng rằng nam diễn viên sẽ có bàn đạp vững chắc để tiến xa hơn, nhưng tên tuổi chưa kịp vụt sáng thì anh bị Đại Kim, bạn gái cũ tố cáo bạo hành, lăng nhăng và lén lút có mối quan hệ tình ái với bạn diễn Bạch Lộc. Ngay sau lùm xùm đó, Hứa Khải viết tâm tư bày tỏ lòng xin lỗi với khán giả vì những việc không hay bản thân đã làm trong quá khứ. Công ty quản lý của nam diễn viên cũng phủ nhận tin đồn bạo hành và công khai gửi đơn kiện một số đơn vị truyền thông với lý do đưa tin sai sự thật. Có thể nói, Hứa Khải là một trong những sao nam đào hoa nhất làng giải trí khi liên tiếp dính tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn, đặc biệt là cặp đôi Hứa Khải Bạch Lộc, là chủ đề chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt trên các trang mạng xã hội. Cặp đôi đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều sau tin đồn tình ái này. Nhiều người hâm mộ của cả hai tích cực ủng hộ, nhưng cũng có phần đông phản đối vì muốn mỗi người tập trung vào phát triển sự nghiệp hơn. Chưa kịp phục sáng, Hứa Khải đã khiến người hâm mộ dần mất đi cái thiện cảm về mình sau hàng loạt bê bối liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Nam diễn viên cũng đang cố gắng, nỗ lực khẳng định thực lực của bản thân, cũng như lấy lại vị thế của mình trong lòng khán giả.